Gà vào nhà có điểm gì là điều rất bình thường đối với các nhà ở vùng nông thôn. Tuy nhiên, bỗng dưng gà lại bay vào nhà không thoát khỏi thắc mắc của nhiều người rằng có mang lại điểm báo gì hay không. Và là điểm tốt hay xấu. Hãy cùng chúng tôi theo dõi bài video đây để giải đáp về loài gà nhé. Gà vào nhà là điểm báo may mắn cho gia chủ đặc biệt là ở thành phố. Dự đoán có khách quý mang tài lộc tới cho bạn. Việc làm ăn, kinh doanh thuận buồm xuôi gió, gia đình sắp có tin vui. Thấy gà vào nhà có nên bắt làm thịt, tốt nhất bạn nên để nuôi, nếu không có thể sẽ gặp xung đột với người yêu hoặc gây lộn với mẹ chồng thấy đàn gà vào nhà có ý nghĩa người thân trong gia đình hoặc người yêu của bạn đang có tin vui sắp tới sẽ chào đón thành viên mới chính vì vậy hãy chăm sóc nâng niu họ thấy gà trống vào nhà gáy vào sáng sớm mang ý nghĩa ai đó đang nhắc đến bạn trong câu chuyện của họ có thể là nói xấu hoặc một lời khen ngợi thấy gà vào nhà và mổ vào tay mình dự đoán may mắn sắp tới bạn có thể sẽ may mắn mua được đất đầu tư hay mua một căn nhà cho mình thấy gà vào nhà đậu trên cành cây điểm báo may mắn đường ăn uống có thể bạn sắp được mời đi ăn hãy chuẩn bị một chiếc bụng đói để ăn thật nhiều nhé thấy hai con gà vào nhà và đá nhau bạn có thể gặp phải kẻ ghen ăn tức ở với mình cùng với đó là xung đột xảy ra mâu thuẫn đỉnh điểm thấy gà vào nhà và nhảy lên giường ngủ của mình điểm báo tương lai sẽ có ai đó phá dối công việc của bạn cần cẩn trọng với những người xung quanh thấy gà vào nhà sau đó bị bắt trộm mất dự đoán sắp tới bạn sẽ đánh mất một thứ gì đó quan trọng hãy cố gắng trân trọng những gì đang có ở hiện tại. Thấy gà vào nhà đẻ trứng, mang ý nghĩa tương lai làm ăn thuận lợi, đạt nhiều thành công trong công việc. Gà vào nhà đánh số nào chúng độc đắc, nếu bạn cũng quan tâm đến vấn đề này và muốn thử chút vận đỏ đen cho mình thì có thể tham khảo một vài con số liên quan dưới đây nhé. Gà vào nhà, đánh ngay cặp số 56, 65. Thấy gà con vào nhà, đánh ngay cặp số 01. Thấy gà trống vào nhà, thử vận may với cặp số 60, 67 gà mái vào nhà, thử vận đỏ đen với các con số 14, 44. Thấy đàn gà vào nhà, đánh cặp số 27, 72. Thấy gà vào nhà đẻ trứng, đánh dãy số 06, 85. Thấy gà vào nhà chết, đánh cặp số 18, 37. Thấy gà vào nhà gáy, đánh cặp số 02, 24. Thấy gà vào nhà mang đi thịt, thử vận may với cặp số 33, 90. Thấy người khác đem gà vào nhà mình, đánh cặp số 19, hy vọng rằng qua video trên đã giúp các bạn biết ý nghĩa gà vào nhà dự đoán điểm gì đánh số nào chúng độc đắc boicsuan com mong rằng hạnh phúc may mắn và thành công sẽ luôn gõ cửa nhà bạn